Nè bác ơi, ăn cá đậu bự ra. Thì cả nhà mình đã làm xong rồi nha, để trong vòng cỡ 30 phút đi. Giờ mình vào cả nhà nha, bắt đầu thưởng thức cho mình nha. Xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì xin muốn giới thiệu cho cả nhà thêm một cái món ăn nữa nha nhà. Đó là cái con cá rô. Đây là một loại cá rô mà ở dưới biển nha. Thì loại cá rô này là ở đây ở đảo sinh rất là nhiều loại cá này. Có nghĩa là cá này là nó thường thường là ở cách xa hòn của mình nó tầm cỡ dài vài hải lý, nói chung hải lý thì mình không biết, nhưng mà mình nói đơn giản cho cả nhà cùng biết đó là dễ hiểu ha. Thì cách cỡ tầm cỡ 5-6 cây số hoặc là trên 10 cây số vậy đó, vậy để cho dễ hiểu. Rồi thì chạy như vậy thì mới có cá, ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ là mình sẽ dùng cái con, mình sẽ lấy con cá rô này, mình sẽ cắt nó ra một ít ha. Mình sẽ cắt nó ra rồi mình sẽ chế biến, hoặc là mình sẽ làm một cái món gì đó thật là đặc biệt cho cá nhân xem. Thì chắc mình sẽ lấy một ít trong này ra để mà mình chiên xả, hay là mình làm cái món gì đó đó. Bây giờ là mình không để cả nhà chờ lâu nữa, bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị làm cái món cá rô biển này nha. Con cá rô mà của ông Dượng mình á, đi biển vô cho mình con cá rô này đó. Cả nhà thấy nó giống cá rô phi ở trong ao hồ người ta nuôi không cả nhà đó. Nè, cái con cá rô này thật sự ra thịt của nó rất là ngon cả nhà, rất là chắc, thịt của nó rất là chắc, rất là ngon. Tại vì đây là cá thiên nhiên, nó bơi lội trong biển nhiều năm cả nhà nên nó rất là ngon. Cỡ này là còn nhỏ nha, có loại còn bự hơn vậy nữa đó. Rồi bây giờ là mình sẽ mời cả nhà bắt đầu làm sạch ha. Bây giờ mình sẽ làm sạch cái con cá này để bắt đầu mình lên món nha cả nhà. Mình sẽ lấy một khúc như nè, mình lấy khúc như này nè đó, lấy khúc như nè, mình lấy cỡ khúc này thôi để mà mình chiên. Khúc này rất là ngon nha, không thì lấy cái đuôi đi, cái đuôi thì nó sẽ ngon hơn, khúc đuôi là sẽ ngon hơn đó. Cá này rất là ngon.
Nè mọi người, anh cá đồ bự ghê. Anh cá đồ bự ghê. Nhảy không? Đâu? Anh cá đồ bự ghê. Đó. Đây là cá rô thiên nhiên nha cả nhà. Đây là loại này rất là bự, ăn vô rất là chắc, với lại nhìn nó ngon cả nhà. Nói chung ai đã từng ở đảo này hoặc là đi du lịch nhiều nơi thì sẽ thưởng thức được cái loại cá này nha. Cá này mà đưa lên thành phố này kia chắc không còn ngon mấy đâu cả nhà. Đây là mình bắt tại biển luôn, không ăn nổi là không mừng nó lấy ra cả. Còn cách là chỉ lấy cái lưỡi này ra thôi, không còn cách nào lấy ra chứ. Có nghĩa là này cắt cái dây nè, chứ không còn nào lấy được cái lưỡi ra. Ghê không? Quá bực. Đó, quá khủng. Quá nặng rồi. Cả nhà ơi, hiện tại thì ở sau lưng Sinh rất là nhiều thuyền với lại nhiều ghe. Nói chung là đây là một số thuyền ghe mà nói chung là mấy anh chị đây á, là thực sự ra thì nếu cả nhà nào muốn trải nghiệm mà đi đi câu này nọ đó thì mình có thể là liên hệ với mọi người đây ha. Thì nói chung mình không biết là họ có dịch vụ cho mọi người đi hay không, cái đó mình không biết. Còn ở đảo Nam Du này á, thì nếu các bạn mà muốn đi á, thì các bạn cũng có thể liên hệ với cái chỗ mà các bạn đi tour á, thì họ sẽ giúp cho các bạn ha. Còn Sinh thì nói chung với mọi người là ở hòn đảo của Sinh nè, thực sự rất là nhiều hải sản rất là ngon. Nói chung nếu mà nói về 20 năm trước cái hòn này á, rất là nhiều nha. Chỉ cần mình bơi từ đây nè mà ra tới cái chỗ gần cái ghe mà đó là ra tới xíu thôi, là nhất là bầu ngư này kia, với lại hải sản rất là nhiều, bữa không à. Tại vì thời đó cái hòn này rất là ít người ra ở, bây giờ cũng như dân số ra đông quá đó, rồi hay rồi du lịch đó họ cũng ra để mà tham quan thì cũng giảm bớt rồi. Nhưng mà hải sản đây vẫn còn nhiều chứ không có hết đâu cả nhà. Đó. Thì nếu cả nhà muốn trải nghiệm thì hãy tranh thủ hoặc là mình kiếm một cái ghe nào đó để mình đi ha. Đó, cả nhà thấy cái ghe sau lưng mình đang chạy không? Đó. Cái ông anh này của mình nè, ổng cũng có dịch vụ để mà đi câu cá ven mấy hòn đảo, rất là im nha. Đó, cả nhà muốn đi thì mình khuyên cả nhà nên đi những chiếc sổng này nè, nó rất là im. Chiếc sổng này họ sẽ cho mình trải nghiệm dịch vụ câu cá im hơn. Đó, bây giờ mình vô mình làm cá rô nha.
cả nhà. Bây giờ mình đã hoàn thành xong cái con cá rô biển này nha. Đó, mình chỉ cực là cực cái làm vảy thôi. Thì làm vảy nó cũng không có dễ đâu cả nhà. Nếu ai mà đã từng là dân biển hay là những người đã từng làm cá thành thạo thì sẽ làm được cái loại cá này nha. Đó, loại này loại bự nó cũng khó, tại vì làm vảy bằng dao mà. Còn gặp vậy nè thì nó khó. Chứ còn mà làm ba cái vảy kiểu kia vừa cạo kia thì đó nói gì. Đó. Giờ mình sẽ bắt đầu lấy khúc này nha. Mình sẽ lấy khúc này nè. Đó, rồi mình sẽ ướp gia vị, còn cái này, còn cái phần này thì mình sẽ để lại cho cha mẹ mình ăn ha, cho cả nhà mình ăn. Đó, nói chung mình sẽ làm ra luôn, làm hết tất cả mọi thứ. Rồi bắt đầu mình sẽ làm nha mọi người. Nha, mình đã làm xong rồi nha. Đó. Còn đây là cái khúc này mình sẽ ướp gia vị rồi mình sẽ chiên lên, ướp gia vị với sa tế vào đây nha. Đó. Cái này là mình sẽ để cho cả nhà mình ăn nha cả nhà. Mình sẽ để riêng cho cả nhà mình ăn chặt vậy dễ hơn. Đó. Cá như vậy là vậy nè. Quá kì mệt cả nhà. Cá nuôi với lại cá thiên nhiên là khác nhau cả nhà, rất là ngon. À, ngon lắm. Rồi phải nha cả nhà. À, chào cả nhà nha. À, cả nhà xin đã ướp xong cho hơn 30 phút rồi. Chờ mình sẽ cùng cả nhà bắt đầu chiên và thưởng thức loại cá rô biển này. Nói chung cá rô này mình đã từng quay cho cả nhà rất là nhiều. Thì ngày hôm nay là đầu tiên xin ướp sa tế với lại sả để cho mọi người xem thử coi cái mùi vị của nó ra làm sao. Giờ bắt đầu mình chiên cả nhà. Cô đẩy ra nó làm rồi.
cầm nó đây, mình để thơm quá mọi người ơi, quá trời thơm luôn cả nhà. Chung cá này mình nướng bằng xả với lại sa tế vô ướp cũng khá lâu và ngon lắm cả nhà. Thơm. Người ơi, xin đang chiên gần xong cái khúc đầu tiên rồi. Nói chung là muốn ăn được những cái loại cá ngon như thế này, bổ dưỡng như thế này, với lại một loại rất là chắc và ngon, thì mình sẽ cố gắng làm sao mà chiên cho nó giòn để mình ăn. Cá phải làm sao mà chiên lâu lâu chút cho nó giòn giòn, nó nhàn, cho giống như bánh tráng đó, cắn nó ngon. Thì mình dán cả nhà sẽ cố gắng chờ xin trong vòng 10 phút thôi. 10 phút hoặc là trên 15 phút gì đó thì bắt đầu mình thưởng thức một lần 3 khúc này luôn cho nó ngon ha. Cả nhà ơi, mình đã thực hiện xong cái món cá rô biển cả nhà. Đây. Đây là cái món cá rô biển mà mình đã làm xong rồi cả nhà. Bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với xin cái món cá rô chiên ướp sa tế và xả. Giờ mình mời cả nhà thưởng thức nha. Giờ mình mời cả nhà nha, bắt đầu thưởng thức với mình nha. Có khi mình cũng mua hay không? Cái này á, cái này có người cho. Người ta cho á.
mái vô. Cho tao mày qua phải lấy một khoan đi. Dạ ngon bà. Ăn cái con ăn đi. 5 giờ mấy cái da gà bên. Dạ. Da ngon rồi. Nó béo hả mày? Ồ béo không? Lấy da ra luôn hả? Da nó béo. Nó hết da rồi. Thịt chút cũng béo nữa. Cả nhà, và cái bụng đó cả nhà. Khúc này là thịt rất là ngon nha, với lại nó chắc. Tắm biển tiếp không? Một cái nhà. Nãy tao định xuống tắm cho tôi bay luôn vậy. Tao bên kia tao quay bánh kia. Ngon. Một trái cá mòn toàn mưa. Bánh tôi chiên không? Mà đâu mình chiên cá rô mà mình ăn ngon như thầy. Ướp với sa tế nữa. Trái cá mòn toàn mưa. Không nên bỏ lỡ các mọi người. Ra đảo nhớ thưởng thức cái loại cá rô nha. Bé luôn con. Mẹ nó chơi cho chơi em hả? À? Bữa em ở nhà nó chơi hoài mẹ nó thấy á mẹ nó chơi. Mẹ cho cắm đi chơi với mẹ lên mẹ đâu cắm gì. Mẹ rất thích ăn cái đuôi. Mẹ thấy cái đuôi không? Rất là ngon nha. Mời cả nhà vào. Cái khúc này nó dai và ngon cả nhà, khi mà nó bơi bơi á, nó là vẫy á, cái khúc này thật là ngon và dai, còn thịt nó rất là chắc, chắc chắn. Tuyệt vời cả nhà. Nhớ mình ăn một con cá phơi khô á. Cái thịt của cái con cá rô nè, là cái khúc đuôi á, là nó rất là mềm. Nó mềm mà mềm không có nhiều ở nhà, nghĩa là nó mềm vừa phải thôi. Cái độ rất là ngon. Quay nước cũng khá chứ. Nhà thấy không? Khúc này giống là cá khô. Trời, đảo quá nha. Nước múc như nhai đã. Con được không? Ăn được không? Bà nó quậy cậu gì không biết. À cả nhà ơi, mình xin kết thúc video tại đây nha. Nói chung cá rô này rất là ngon và tuyệt vời. Cái độ thịt của nó dai dai và ngọt ngọt. Rất là ngon nha mọi người. Đó. Nếu có dịp thì các bạn nhớ đừng bỏ lỡ cái món thịt cá rô này nha. Rất là tuyệt và ngon nha nhà. Loại cá rô là cá rô này là cá rô biển, cá rô ngọt vẫn có nha nhà. Nhưng mà thường thường cá rô biển là sẽ ngon hơn. Cá rô ngọt rất nhiều vì nó ở ngoài thiên nhiên á, nên cái độ ngon nó rất là tuyệt vời. Nó hoạt động với lại nó ăn uống ngoài kia có hàng giả của nó rất là ngon.
chung là xin kết thúc ở đây và chúc cả nhà một buổi chiều thật là ngon miệng nha cả nhà. Xin chào cả nhà, nhớ đừng quên nhấn đăng ký subscribe, chia sẻ cho kênh của Sinh càng ăn mạnh để mình có thêm động lực để mình phát triển thêm những cái món sắp tới nha. Bye bye. Cả nhà ơi, mình sẽ gửi tặng cho cả nhà một số hình ảnh thật là đẹp ở cái hòn đảo Nam Du của mình nha. Hòn đảo của mình thì nói chung rất là nhiều hải sản và rất nhiều đẹp. Bây giờ mình đi tắm đây. Chúc cả nhà xem những hình ảnh thật là đẹp của mình nha. Xin chào.